Em á, không nói nhanh nhanh hay lên á là anh không có mua được cho em đâu, là không còn tiền nữa đâu mà mua. Dạ Kiều xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều có nguyên một cái sách bò luôn nè ông bà cô chú ơi. Này Kiều rửa qua máy nước rồi đó. Bây giờ Kiều sẽ rửa thêm một cái nước quan trọng để khử mùi nha. Này phải rửa cho kỹ, không rửa cho kỹ là nó hôi dữ lắm. Dắn. Rượu, bột gừng, gừng nguyên chất Kiều xay ra, bột baking soda. Cái bột này á, baking soda này á, là để dùng để rửa trái cây hoặc đồ ăn đó ông bà cô chú, rất là an toàn luôn. Nó khử mùi với lại sạch dữ lắm luôn. Nó sôi lên, nó gặp giấm là nó sôi lên vậy đó ông bà cô chú. Gặp giấm nó sôi chứ không sao hết trơn á. Đốt cho dữ vô. Bây giờ chị bắt nước lên, luộc qua một lần nha. Chị bỏ muối vô nè. Gừng, hoa hồi, hai ba cái rồi đó. Hành tây, với lại củ hành tím nữa. Bây giờ Kiều luộc khoảng 5 phút như vậy là được rồi nè ông bà cô chú. Bây giờ Kiều lấy ra rửa thêm một lần nữa nha. Bây giờ Kiều ướp sách bò này nha, hành tím nè, tỏi, một muỗng hạt nêm, một muỗng đường, 1/3 muỗng muối, một muỗng ngũ vị hương, một muỗng ớt bột Hàn Quốc, tiêu, 3 muỗng nước tương, một muỗng dầu màu điều. Rồi bây giờ Kiều trộn cái gia vị vô cho nó thấm nha. Và bây giờ Kiều ướp trong vòng nửa tiếng nha. Cái sách bò Kiều ướp được nửa tiếng rồi. Bây giờ Kiều bắt chảo lên để xào sơ qua nha. Dầu nóng rồi Kiều bỏ hành tím với tỏi vô. Hành tím với tỏi thơm rồi. Bây giờ Kiều bỏ sách bò vô nha. Mình áp chảo khoảng 5 phút cho nó săn lại vậy là được rồi nè. Xong rồi Kiều bỏ vô nồi áp suất hầm. Phải có nước dừa, hầm nước dừa nó mới ngọt. Còn Kiều không có nước dừa, Kiều hầm nước lã đỏ luôn. Này, bây giờ Kiều hầm trong vòng 20 phút rồi nè. Nó mềm dừa chuẩn luôn. Annyeonghaseyo, xin chào ông bà cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh của Mã Kiều và Family Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay Kiều làm món sách bò khìa ngũ vị hương cho anh hôn ăn. Kiều có vô thêm chả lụa nữa nè, cuốn bánh chán, gói rau sống ăn. Mời mọi người ăn chung với hai chồng Kiều nha. Xin mời mọi người. Welcome. Sao anh cười? 이름이 너무 어려워. Anh hứa nói sao cái tên dài dữ vậy? Sách bù. Khìa. Khìa. Hết. Cứ mang theo tôi tệ. Cứ ghê. Món này là sách bò khìa. Sách bò khìa. Ừ. Cứ chứ? Cứt gì ạ? Kênh chân á? Kênh chân rồi. Món này là món gì? Sách bò khìa. Chà đất sơ. Một cái đẹp. Ôi, cái đồ. Cái chấm với lại nước tương á, ông bà cô chú nãy Kiều xào tỏi với hành tím á, xong cái nước tương này Kiều xào cái Kiều bỏ một xíu đường, một xíu nước vô với bỏ ớt vô nữa là xong rồi. Bánh tráng. Bánh tráng ấy. À, cô mong ai không? Có thể mà mình bỏ cái gì? Chín chú chờ đồng. Vậy đi kè. Bỏ rau, bỏ cải xà lách vô nè. Bỏ bún vô nè. Ăn giống như là quả nam sâm vậy đó, ăn giống như là gỏi cuốn vậy đó. Quả nam sâm chứ. Tục cái gì, quả nam sâm chứ. Rồi bỏ này vô. À, chú kia nó. Ừ. Sốt sốt mì đi thằng, chát chứ bà nhé. Sốt sốt mì chứ bà. Ủa ba mà mê tư rơm rồi.
Anh muốn ăn sao ăn? Anh muốn nói chấm nước sốt trước được không anh? Cái quả nó xòe. À quên nữa, bỏ chả lụa vô. À thật sao hắn kêu mà. Cái bên nó khẩm một cái này anh Hôn nói sao không bỏ chả lụa vô. Thì cô chúc cùng chí cô mà anh nè. Cha đi cả. À, không, anh chưa có. Ừ. 아까 다 찍었어. 멍멍한. 정말. 멍멍 ngon thiệt, bà cô chú ơi. Nước sốt khiến cho nó. 맛있어. Anh ăn khăn chú ơi, cứ nhanh một cô bà. Wow. 와, 냄새도 없어. 냄새 없어? 이거 식당에 안 파는데? Anh Hướng nói không có cái mùi luôn á em, không có cái mùi của lòng luôn á. Món này á, ở nhà hàng đâu có bán đâu ta. Món này sao nhà hàng bán được. Bên nào cũng xịt. Kiều hầm trong nồi áp suất á, có 20 phút. Thường bà cô chú để lâu nó mềm nó nhũn á, rồi xong người hầm cho nó cạn nước lại, bây giờ nó giòn giòn sực sực ngon dữ lắm, vừa ăn luôn. Món nhậu là này là hao bia lắm nè. Mua ok, ăn không thấy sập sao? Ăn không thấy sập sao? Hàn Quốc thì bao nhiêu nhân viên đấy? Cái này hàng kia chất giảm nhâm hàng kia cái giảm nhâm nó cũng mạnh chứ. Ồ, cái đấy. 이거 한국에서 찌개 먹잖아. 그럼 여기 냄새가 너무 많이 나. 아. 그래서 오빠는 이제 그 돼지 냄새 있으니까 아 이거 원래 냄새나 그냥 먹어. 그래 맛있어. 그렇게 생각했는데 오늘 아무 냄새 없어. 이상해. Anh Hữu nói á, thường thường cái lòng này nè là ở Hàn Quốc á, là kho cái chiếc kê của người Hàn Quốc á, không thôi là nấu canh đó ông bà cô chú, nhưng mà có cái mùi, lúc nào cũng có cái mùi hết trơn á. Ảnh nói là à lòng chắc là thường là có sẽ có cái mùi đó, thì cứ nhăn ăn thôi, là cứ việc ăn thôi. Nhưng mà hôm nay á, trời ơi, ăn xong mà không có cái mùi dạng giống như cái mùi lòng á ông bà cô chú, thơm ngon. Kiều rửa kỹ dữ lắm mà, với rồi luộc qua một nước nữa mà làm sao mà có mùi được. Mà ăn công nhận giòn ngon thiệt, chứ bỏ cái gia vị. Cái này thích ăn thì sao mà không? Quá cái chua. Cái thích ăn thì sao mà không? Anh Hướng nói món này ở nhà hàng không có bán. Để trên chú 식당 만들어야 돼. Nữa, anh Huấn nói em phải làm nhà hàng thôi em ơi. Kiểu làm đại gia đình ăn không nếu chứ bán kiểu này ai mà mua. Một con bê sao mà ok. Anh Huấn nói mỗi ngày anh sẽ mua cho. Kiểu mà mở ra chắc có mình khách lãnh đó. Biết chưa? Ừ. Ừ, ngon quá à. Giòn giòn sực sực ngon ghê quá. Ngậm kho hành á. Oppa băng bóp oppa co. Thế thì oppa y cơ chán là. Anh thôi. Ngon ngon. Trời ngon thiệt á, không có miếng mùi nào luôn. Cái này mình làm không kỹ là mùi dữ lắm. Lúc trước á, Kiều cũng có ăn ở trong á, cái nhà hàng rồi ông bà cô chú. Người ta nấu lòng này mà nấu cái kiểu mà canh của Hàn Quốc á, nhiều tiệm á thì là có mùi hôi nghe, nhiều tiệm không có hôi. Nè, để em cúng cho nè, trao đổi. Bật cô ấy. Bật cô ấy mà chứ.
바꾸는 거 맛있지? trao đổi mà ngon ghê. Nãy á Kiều Hành chấm nồi áp suất nó ra hơi xì 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 đó nhìn nè. Xong rồi nó ảnh ở ngoài á, ảnh đang sửa cái ống khói á, xong đó, em ơi cái mùi gì mà thơm dữ vậy. Mặt xuống. Nên bà một cái tốt. Đây ta mua một cái mùi sắc. Vậy đó. Ủa bao giờ mình ăn? À, chúng ta chú kể. Anh Hương nói á, ngày mai em muốn ăn món gì? Xong á Kiều nói trời tự nhiên cái hỏi Kiều ngày mai em muốn ăn món gì? Kiều hỏi sao vậy? Sao hỏi vậy? Cái anh nói là ảnh sắp lãnh lương rồi đó, muốn ăn cái gì nói đi. Mà rảnh mà ăn sao chứ? Mà rảnh là ăn sao chứ? Ở cuộc sao chứ? Vì? 진주 통장 다 들어가니까 진주 통장으로 사라져. 에이 진짜. 아, anh Hương nói gì nè, em á không nói nhanh nhanh này lên á là anh không có mua được cho em đâu, là không còn tiền nữa đâu mà mua. Cái Kiều nói là làm gì mà không còn tiền. Cái xong cái anh nói là thì không mua nhanh nhanh lên là cái tiền này vô cái thông vô cái sổ tiết kiệm của em hết rồi còn gì nữa. Tại vì hàng tháng hoặc là cái tiền bán mặt hay là tiền gì á, ảnh là bắn vô cái sổ của Kiều á, nên là ảnh đâu còn tiền đâu, chỉ trừ lại cái tiền xài lặt vặt này thôi à. Phải đi bán gì một cuốn xôi. Kiều nói phải kiếm cái món gì ngon ngon nhanh nhanh lên mới được. Chicken mat. Chúng muốn ăn gà chiên. Cái chân á. Lúc mới chuyển lại nhà anh Hương anh mua cái con gà chiên á ở gần đằng kia á, bà cô chú ngon dữ dằn lắm luôn. Tự nhiên anh hỏi cái nhớ lại món đó thèm, cái món đó là món ngon nhất của Kiều ở Hàn Quốc á. Hàn Quốc kê chicken master chinh chu khánh xích coi anh chưa. Mua một cái Superman chicken vẫn cho sang cắt hả? Món này là làm mồi nhậu là đúng bài luôn á. Mọi người có ăn mồi bài xong. Cứ nhăn một cô mà chụp. Ăn không ngon bảo chứ. Khỏi cuốn bánh tráng cũng ngon. Dạ. Anh cứ giật dây sạch xe xe bên. Thật kỳ quá. Cúc, chú, ôpa, cúc mà đau chút mấy chút. 혹시 응. 한국 사람 그 누가 있, 옆에 있어 응. 그러면 이거 끓이고 응. 국물 응. 국물 줘. 그럼 밥 넣고 응. 밥 넣고 먹으면 최고야. 에이 진짜 한국 사람 옆에 있으면 밥 넣어 국물에서 응. 밥 말아서 줘. 밥 넣고 줘. 안 혼나라. Em ơi anh có lần muốn nói. Cái Kiều hỏi là anh nói gì nói đi. Xong cái anh nói là nếu mà bạn anh hoặc là cái người hàng á đi lại chơi á, nhà chơi á, em làm cái món này nè, xong em đừng bỏ nước nha. Rồi cái anh lấy cơm á, anh trộn vô. Anh trộn vô bánh măng. Trời nghe thấy tội nghiệp dễ sợ. Mà sợ cũng ơi. Cũng mà
Tại vì hồi nãy cái nước á Kiều làm sạch sạch lại á, nhưng mà Kiều không có làm khô nên nó còn nước á, chị Kiều tính cho mèo ăn á. Xong cái anh hút thử nói trời ơi cái nước canh gì mà nó ngon dữ vậy, cái nước giống như là cái nước người ta nấu lòng này mà nấu nấu canh đó ông bà cô chú người ta hầm lâu á. Xong cái anh ăn vô cái anh nói ngon. 국물 강아지 주지 마. 내 거야. Anh luôn nói cái anh luôn nói cái nước canh đó em đừng cho chó mèo nha, cái này là của anh đó. Trời ơi, bây giờ dành ăn với chó mèo luôn rồi, ghê thiệt. Tại vì người Hàn cái nước nào mà nó ngọt mà cái kiểu ngọt ngọt của thịt cá ngọt của lòng á, bà con chú là phái dữ dằn lắm luôn. Xong cái anh không chịu bỏ đó, thế là của ảnh đó. Hồi nãy nói là bạn bè gì lại em đừng đổ nước đó, lấy cái nước đó chan với cồn á là ai cũng phái hết trơn á. Người Hàn á, bà cô chú là hay trộn cơm á, canh mà ngon ngon hoặc là cái chiếc kê nào ngon ngon hay là người ta hay trộn với cơm, ta múc ta ăn á, vị phái dữ lắm á, vị là phái á. Ngon hả? Ngon. Ngon chết. Anh ơi mỗi lần anh nói cái từ ngon thiệt mà nói giống như là trợn trắng lên vậy nè. Ngon thiệt. Mà sao vậy? Đâu anh nói lại à, thà xì mạnh em à. Ngon thiệt. Vì ẩm mình á. Mà chứ, giống như là cái cục nước đá nó nặng nặng ở đây nè. Ngon thiệt. Nó kéo xuống rồi, mắt trợn lên vậy. Nó mặt trợn. Trời trời. Ông trắng hết cái chén nước tương luôn rồi ông bà cô chú. Ừ, rồi ăn một cái số. Dạ. Sữa ăn một cô. Mà anh đi chết vào sữa rồi. Không mặt số. Ừ. Ai cô. Mình là mắm tôm mắm bánh một cô rồi sữa sữa ăn một cô. Anh ơi nói gì nè. Ai cô là trời ơi á. Ai cu trời ơi, sao mỗi ngày ăn mắm tôm hết hút gột gột luôn, sao bữa nay ăn cái nước sốt này còn vậy ta? Mà chứ. Ủa, bụi rút kề mắm tôm. Cái nước tương á, kiểu sấy mỡ hành á, ăn ngon gì nè. Nhưng mắm tôm chưa ế. Bỏ thả bột xịt đó. 맛있어. 다 먹고 싶어. 아, 맛있어? 다 먹고 싶어? 배부른데 그냥 옆에 이렇게 두고 진 줄 어디 가면 뭐 혼자 하나씩 하나씩 다 먹어. 안 오네. Hồi nãy có ăn cơm trong công ty rồi ông bà cô chú, bây giờ kiểu làm giống như là mồi nhậu vậy đó. Xong anh nói ăn no rồi mà anh cái miệng anh vẫn muốn ăn nữa à. Em đi đâu cái anh đi qua đi lại cái anh bóc miếng, đi qua đi lại bóc miếng. Ăn vậy là không bị sợ no. Mà sao? Hôm nay tôi chưa? Muốn nói làm sao em làm nữa nha. Thì Kiều xin tạm dừng cái video của Kiều ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã yêu thương và ủng hộ hai vợ chồng Kiều nha. Xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày nha. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye.